Như xin chào cả nhà, chào cả nhà đã trở lại với kênh của Như Nguyễn Cà Mau. Cả nhà ơi, hiện tại thì gia đình của Như đi qua nhà ông nội bà nội chơi, nhưng mà nhà ông nội bà nội thì đóng cửa rồi, tại vì ông nội với bà nội đi Cà Mau chưa có về kịp. Lúc nãy thì nghe điện thoại, nhưng nghe nói là mẹ đang đón xe về, đợi xe về, nhưng mà Như quên cái, Như không có nghe cái khúc mà 10 giờ mới có xe. Như tính là nội bà nội về rồi cho nên là Như mới đi qua đây. Thì tầm 1 tiếng mấy tới 2 tiếng nữa ông nội bà nội mới về tới. Thì đi qua thì nhà đóng cửa hết rồi, không có vô nhà được. Mình ngồi võng ở ngoài sân nè, ngoài hành lang nè. Mà đi qua thì thấy chồng Như thấy cái sân dơ á, sân lá cây rụng á, tại vì nội đi mấy ngày chưa về nè. Rồi hành lang ở ngoài trước thì cũng dơ lắm, sình nè, cũng như chó rồi nó đi lên đi xuống nè. Cái dơ thì chồng Như cũng giặt cái đồ lau để lau cho sạch sẽ, rồi quét sân cho nó sạch á. Giờ mình ngồi mình đợi thôi chứ biết sao giờ. Tầm 2 tiếng nữa nội mới về tới. Cái tội nghe lầm này gấp đi. Cái sân mới quét xong luôn mà giờ quay qua quay lại cái thấy lá rụng nhóc hết trơn. Nhà cha chồng Như thích trồng cây lắm, trồng cây vòng theo nhà vậy nè. Trời ơi, ông nội bà nội đi có mấy ngày mà lá cây rụng đầy sân luôn. Trong thời gian chờ đợi bà nội về lâu quá cho nên là gia đình của Như sẽ đi về gần nhà của bà mợ chơi nha. Tại vì quét nhà lau nhà, chồng Như quét nhà lau nhà xong rồi giờ trời muốn mưa rồi, kiểu như lâm găm rồi. Thôi lại gần nhà bà mợ chơi đi, lại gặp bà mợ nói chuyện đồ chơi cho vui. Chút nữa khi nào bà nội về mình về. Đi thôi. Sớm vậy. Khóm ở trồng dưới địa dưới vuông, gần vuông mấy vuông luôn nè. Ôi khóm này nữa tốt là trái nhiều lắm luôn á. Đây là cái gì ta? Cái lá nó mùi nó hôi hôi. Không biết mùi gì. Rẻ đó chứ. Bữa hổm thằng dễ nó đòi về mở 12 triệu. Ồ, vậy hả? 12 triệu mà nó mở không là tất cái không ta nha. Dạ. Nó tự tiện nó bịt miệng bịt mồm đem lên phải ơn. À ta mở cho mình là 12 triệu. Ờ. Rồi sao đó cái cống ở đây mà hai về đi vậy? Chứ đạp để không nghĩ gì nước nó chảy nó bể. Bây giờ thua, bây giờ chưa có sáng á thì chiều nay bây giờ dài xuống đây mình nó đập qua. Ông đắp cho nó cao thôi cũng được nữa, đâu cần đắp cho nó có chân nữa, tại vì đất mà. Cho nó cao lên thôi, nó nước này nó bể. Mọi chiều nào mà cũng đắp cao lên chứ. Cho nó cao cái đắp cho nó cặp mé. Ừ. Mé thôi.
Đạp cái lỗ đó lại chứ để không nó đạp lỗ đó đó, lỗ đó nãy giờ nghiến dữ rồi mà nước đầy không hả? Sôi 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 nước nó hơi cao chút xíu là mình quên nó. Sao bỏ này ta bồ không thấy trong nhẹ. Mà hai làm á hả? Chứ mình quên cái là nó bể bấy luôn á. Anh Diện đâu mà hai? Hả? Anh Diện đâu? Đi mặn trả công cho người ta rồi. Mặn gì trả công mà hai? Thì giờ cắm hả? Vậy hả? Đi vô nhà cậu hai trong nhà gì mà hai? Dục cái đó dưới chân thôi, đừng có đắp lan ra, đắp dưới chân đó rồi đắp cho nó hơi cao. Mà hai làm gì mà đi vỗ cây nhóc chân vậy? Làm đừng nói nãy sai đó. Vậy hả? Làm sáng giờ luôn hả? Sáng giờ. Mà hai nay nhiêu tuổi rồi? 73 thôi. Trời ơi, 73 mà mạnh lắm nha, làm cống luôn kìa, đắp đất luôn kìa cả nhà ơi. 73 tuổi nha. Còn mạnh sởi luôn á. 73 tuổi rồi đó. 73 tuổi rồi đó mà còn mạnh gì đó. Nghe chưa? Còn trẻ lắm mà hắn tóc bạc hết ta. Hay thiệt chứ. 73 lắm cũng tóc bạc đó chứ anh chạy. Có mà nó đi nghĩ rồi tao nhổ chưa. Bác thì nó lên nó đầu lên nó luôn rồi. Nó luôn rồi. Ủa mà hai có chồng lại không? Mà hai có ghim nhánh chồng lại không? Bác thì tao luôn mở chồng lại được ba nhánh nha. Ôi cái này là cái nhánh mà nó bự vậy hả? Còn cái gốc này nữa kìa. Hai tay mở dư nhiêu vậy nè. Vậy hả? Nó gốc... bự lắm luôn. Hai gốc có gì mà hai? Một hai gốc. Hai gốc là bán 2 triệu ha. Hai gốc 2 triệu. Bữa con thấy trời nó đẹp. Đi dưới vỏ dưới nhìn lên đẹp kiểu kỳ luôn. Thằng nuôi nó là trời ơi trời cái hai con ghế bán 2 triệu. Nó trời ơi trời vậy. Bán gì còn rẻ ha. Tao không có tiền mà mẹ tao đẩy mẹ nó hết trơn. Chứ một bụi mà cậu 3 triệu mua được. À mà nó nói cái bằng giấy của mẹ, trong giấy con còn nè. À, trong mà điện thoại á. Bà Phượng có trăng mà vô quay. Em gì mãi cho chồng nó thôi. Chứ trăng về Trung Quốc rồi hả mà hai? Về tháng hả? Đợt hẳn được rồi mà. Chứ trăng về trong này chơi được bao lâu mấy ngày? Về con trăng con nguyên mẫu. Tháng rồi. Ủa về cái tháng hả? Có chồng con về không? Không. Về bên nên hả? Nó về đây cái nó xuống đây chỉ có một bữa một con khóc quá trời cả được con đi. Đây là mợ hai của Như nha. 73 tuổi mà còn lực lắm nha. Đào đất làm cống rồi nữa. Hả? Dao mua đâu vậy? Trời ơi, 9 cái dao vừa nhỏ vừa lớn 9 cái. Nhiêu tiền? Trời đất ơi, 300 ngàn. Vậy đâu rồi? Trời đất ơi, ông dạng ông chặt, ta đem ta chặt xương heo mẻ hơn cái rồi. Mà hai mua ở đâu mà 9 cây 300? Còn ở trong kìa. Mà hai mua với ghe hay gì? Mua trên mạng á. Trời ơi, là trời đã xuống cống không tiền rồi. Mà còn mua dao. Nó nói vậy người ta đem lại rồi mẹ làm sao. Nó làm mấy nơi thôi, bán con giấy đi. Nó hỏi bán mẹ đi. Ta giải quyết cho để ta chết à. Mà hai đào đất bằng cống á hả? Hai là nào cũng làm đó, đằng cống đây. Thôi vô chơi cả nhà coi đằng cống là mợ hai làm đó nha. 73 tuổi. 73 tuổi mà đào đất. Làm cống, đập vỏ cây. Mà hai đập vỏ cây làm gì vậy? Đập vỏ cây làm nóng treo lúa. Là chèn. Hả? Trời ơi, mưa xà tạc á. Không rồi, bây giờ cũng ghim rồi. Bằng gì chứ, một ngày. Hả? Thằng ghế thứ ba cho được con cây. Với con gái thứ tư cho con cây. Hả? Ông chọc mà hai đó. Cao quá nó nói đó. Ông chọc mà hai đó. Già giỏi quá già ơi. Mệt mỏi lắm con. Mọi giờ mệt dữ rồi. Mặn thì ham mặn. Nhưng mà tối ngủ là bơ thờ. Yeah. Đêm hôm ổng hành ta cho tới 11 giờ mới ngồi mới nằm được một chút. Nằm tới 2 giờ là quậy tới sáng luôn. Vậy hả? Trời ơi đây nè, nằm đây nè. Nằm dưới đây giờ dằn mùng ở dưới ngủ với ổng mà ngủ không được. Yeah. Ngủ không được còn mợ mấy lết lên đây.
Mất rồi này, cái nhà ông hồi 2 giờ ông lao quá cái lầu xuống. Xe đó của ai mà hai chiếc gì mà hai? Của thằng con ông gì đó. Giữ chiếc đó. Đang gửi cái gì mà hai? Em gửi bỏ đây. À, của anh giữ của anh Bằng phải không? Của anh Bằng thì má này đi rồi, nó ra đây rồi. Dạ. Cái bộ cửa sắt này hồi đó mà hai mua bộ nhiêu ạ? Cái bộ lớn đó hả? Bộ nhỏ nè, bộ bên đây nè. 6,5 đó, 6,3, 2. Mà hai mua trái góp cái gì? Trái góp đó con. Trái góp 1 tháng nhiêu? 1 tháng à, tháng nhà 500 mà trả được 3 triệu rồi. Mà hai mua ở đâu mà có trái góp nữa? Rồi mua có cái thằng hôm đó anh bán ở tủ cho mà. Gì hả? Tủ trái góp luôn. Tủ trái góp rồi trái đó. Rồi 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 năm nào rồi. Vậy hả? Giờ bán trái góp cũng dễ mua quá ha. Cái mẹ. Chứ bây giờ để gửi tấm hộp chiều hoài sao? Dạ. Cái mẹ nó đi. Liều. Cũng liền. Dạ. Cũng được. Trả lần lần gì cũng đỡ ngán. Ừ. Cứ tháng trả 500. Dạ. Trả gì đỡ ngán. Trả được 6 lần rồi. Ừ. 3 triệu. 3 triệu. Vì cũng có của ha, cũng có cái cửa. Ờ, chứ giờ sao giờ? Dạ. Mà cho con có tiền đâu mà con cầm 6 triệu mấy không mua? Ở dưới này chừng nào lót gạch mà hai? Ờ, con Nguyễn ra chăng làm nhiều quá nó bẻ trà rồi nó gửi cho cho con. Dạ. Này là nền đất nha, nhưng mà rất rất là kỹ luôn. Già này kỹ lắm. Sủi bóng hới luôn kìa. Dạ. Vì dáng này mới sạc đấy ha. Mới sạc hết thời sáng đó thầy. Chị bóng hới. Già này ở nhà kỹ lắm. Sau nồi chùi bóng hới. Xịt bon. Cái tủ này chắc cổ dữ lắm rồi mà hai ha. Này, một kiếp của mẹ mày. Rồi ginh ra ngoài xăng. Dạ. Bỏ tao nó lúc hết trơn. Dạ. Cái mợ mới nói Út ơi, cô không có đem cái tủ này vô cho tôi đi. Dạ. Yeah. Tao ginh lên là nó còn sườn không à. Nó còn sườn không à, nó rớt yeah. hết. Yeah. Cái tao đem về đây cái tao gáp rồi, kêu ổng gáp lại cái bữa. Hôm mà cắt cái nhà chơi này nè. Dạ. Yeah. Tao kêu Dạng ơi mày cưa ra. Dạ. Yeah. Cưa ra tao lấy khúc trên. Còn con mum đã nó kéo gì đã nó làm khúc dưới. Dạ. Yeah. Cắt đó ai cũng thiếu thốn cho mà. Vậy mà tao làm được cái tủ này lâu dữ rồi, chắc cũng có mấy chục năm rồi á. Năm rồi chứ ít đâu. 30 năm rồi đó. Cậu hai mẹ giờ ông nằm đây rồi. Chứ giờ nằm ở trển không có cái giọng. Dạ, nằm đây cũng mát mà má hai. Hoặc chết bắt có ngày sao. Dạ, má hai muốn mát nữa là má hai mua cái miếng gì mà chống nóng á. Cũng giải nhiệt á. Căng đây nè, cho cậu hai mát. Nhiều đây chắc chừng cái khúc này ít tiền chừng trăm ngoài ngàn à. Dạ. Cái miếng mà làm như bạc bạc, cái màu bạc bạc gì đó. Bữa con thấy bên anh Yên làm đẹp lắm, hết cái nhà của ảnh luôn mà có chừng mấy 2 triệu à. Mà hết luôn nha, hết luôn cái nhà luôn nha. Nhiều hơn cái này nữa nè, nhiều hơn nhà mà hai nữa nè. Mà mà hai làm một khoảnh chỗ này là đủ mát cho cô hai vậy. Mà không có giá. Mà tính là nó chắc không mà tiền đâu mua dám không. Dạ. Em mới kêu Dạng thôi, thầy Dạng ơi. Ăn nhiều giờ ở không nhiêu thôi, con thâu lại 1 thước đi. Dạ. Còn 2 thước 7 ha. Dạ. Thâu lại 1 thước 7. Cái này vậy? Bà nội với ông nội về, giờ đang nấu canh để đem ra ăn nè. Canh tôm khô dưa leo. Còn bên đây thì đang kho thịt. Thịt kho tiêu. Canh tôm cái gì? Canh tôm. Canh tôm khô. Được không? Hả? Chan được không? Được không? Tôm khô sợ chan không được. Nó còn quên. Quên. Chan thịt kho được. Ăn tôm khô nè. Ăn tôm khô nấu canh không được. Ừ. Mà ăn tôm khô này. Ủa khô này là không xú mẹ hả? Ừ. Cái này làm gì hả? Ừ. Nhỏ quá hả? Ừ. Nhỏ xíu vậy hả? Ừ. Cái nó bự gì là 400g cho vậy. Ừ. Cái này thì nó mini game quá. Ừ, mẹ ngon ha. Ngon. Thật chắc lợi à. Ừ. Mẹ phơi khô dữ. Ăn sẵn sàng. Ừ. (cười)
cũng xin ngừng video đây. Như cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành và theo dõi Như trong những thời gian vừa qua nha. Bye bye.